Có một vùng đất ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, người dân vẫn giữ được những tập tục và nếp sinh hoạt như là từ thế kỷ trước. Ở đây dường như là những đổi thay của thế kỷ thời đại số không tác động gì tới cuộc sống của họ. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng về miền quê này để tìm hiểu những nét độc đáo đó. Đi từ đầu đến cuối ấp, ngang qua những cánh đồng làng, chúng ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều cụ ông, cụ bà. Và ngay cả nam nữ thanh niên mặc áo bà ba đen, tóc búi cao, đi chân trần giống nhau. Cách ăn mặc và lối sống ấy có phần xa lạ với nhiều người trong thế kỷ 21 này. Thường thường tôi ra chợ là đi chân không, mặc áo bà ba đen, để tóc. Rồi người ta nói là sao giống là bà Lai quá. Rồi tôi ngược trả lời, suy nghĩ rồi mình trả lời. Để người ta không giận mình đó. Nói đầu tiên ông bà tôi xưa sao giờ tôi vậy, để rồi bỏ tổ tông ông bà của tôi là không được. Mặc dù người ta có nói một hai tiếng gì đó chăng nữa, mình cũng vẫn y thân như là tuổi trẻ, không có sao không mặc áo quần jean ha, áo này kia khỏi, tại vì nét truyền thống từ xưa giờ áo bà ba vẫn áo bà ba. Vào năm 1891, để tránh sự truy lùng của thực dân Pháp, thủ lĩnh nghĩa quân Lê Văn Mưu từ miền Tây đã quyết định tìm đến nương náu vùng quan đảo ngoại vi Vũng Tàu. Do việc khai quang lập ấp những ngày đầu đầy gian khó, nên ông Lê Văn Mưu đã để lưng trần, đi chân đất, tóc búi tó lao động ngày đêm. Vì vậy, họ thương quý và gọi ông bằng một cái tên bình dị, ông Trần. Và rồi, cơn bão lịch sử năm Giáp Thìn 1904 khiến cả miền Tây Nam Bộ chìm trong bão lụt. Trước thảm kịch thiên tai, ông Trần cùng đồng sự của mình đã trở về miền Tây cứu tế lương thực. Vì hành động ơn nghĩa ấy, người dân khu vực thuộc Nhiêu, Ba Rài, Gò Công đã học theo nếp sống của ông Trần, đi chân trần, mặc đồ bà ba đen, để râu và tóc dài. Theo ông á, là mình phải là không có theo đời, nó mình phải theo xưa. Mình phải là học là đạo, tu tâm, tu nhân, dưỡng tánh. Hồi trước thì ông bà mình, rồi tới sau khi cha mẹ mình qua đời rồi thì cũng truyền dạy con cháu như thế đó. Mình phân ráng giữ làm sao mà giữ cái đạo đức hiền lành, rồi để mình dạy con cháu sau này để noi theo như vậy. Vào những dịp có lễ lạc, cưới hỏi hay đến dịp vía ông Trần diễn ra ở nhà lớn Long Sơn, Vũng Tàu, bà con trong ấp lại cùng tề tụ họp bàn để phân chia công việc với nhau. Lối sống đoàn kết, chia ngọt sẻ bùi, giúp nhau lúc hoạn nạn đã trở thành phương châm sống, kim chỉ nam của người dân nơi này. Nếu mình đi theo ông nhà lớn á, thì phải có niềm tin. Và niềm tin mà ông đã dạy đó, thì mình thấy cái điều đó là điều hay, điều phải làm. Thành thử mình tin tưởng đó, mình phải theo, phải làm. Thì bên ngoài họ thấy được như vậy là họ cũng bắt chước, họ cũng muốn noi theo mình. Người dân ở Nhị Bình, Tiền Giang vẫn thủy chung với lối sống của người xưa. Với họ, giá trị sống luôn nằm ở nhân, nghĩa, lễ, trí và tính. Chính họ, chứ không ai khác, là những người đang bảo tồn và phát triển văn hóa cổ truyền của vùng đất miền Tây xưa.